Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình và mình là Minh Ân. Hôm nay lại là một video clip về Beauty with Me. Và chủ đề ngày hôm nay đó chính là chủ đề về dưỡng môi. Và môi là cái phần mà các bạn phải cần dưỡng kỹ càng nhất, bởi vì môi nó rất là mỏng. Nhất là vào mùa thu đông gần đây nè, da môi của chúng ta dễ bị bong chóc nè, nứt nẻ nè, rất là khó chịu và nhất là đau và thiếu thẩm mỹ nữa. Thì hôm nay My sẽ liệt kê ra những cách mà My đã thực hiện để cho làn môi của My nó không bị khô và bong chóc vào mùa thu đông nha. Làn da môi của My cũng cực kỳ khô, nhất là vào mùa thu đông như lúc nãy My đã nói, tổn thương môi rất là nhiều, nên là My đã tìm hiểu và liệt kê ra những cách và những mẹo cần tránh và nên làm để giữ cho làn môi của chúng mình luôn tươi tắn á. Thì đầu tiên các bạn không nên liếm môi. Các bạn thường nghĩ là môi khô thì chúng ta sẽ liếm cho môi nó có độ ẩm đúng không? Nhưng mà sai rồi nha. Trong nước miếng của chúng ta thì sẽ có rất nhiều axit và sẽ làm cho da môi của chúng ta nó bị khô hơn, thâm hơn, xấu hơn. Và các bạn không liếm môi thì các bạn cũng không nên cắn môi nha. Cắn môi thì sẽ gây tổn thương da môi đó. Tiếp theo đó là các bạn nên uống nhiều nước. Thì các bạn muốn đẹp, muốn giữ dáng hay là muốn da mình tươi sáng thì các bạn cũng nên uống nhiều nước. Và làn môi của chúng ta cũng nên uống nhiều nước để cho làn môi của chúng ta xinh đẹp á. Và các bạn nên tẩy trang thật là kỹ. Khi mà các bạn trang điểm như là son môi thì các bạn cũng nên tẩy trang giống như da mặt của chúng ta thôi. Thì các bạn nên tẩy trang da môi thật là kỹ với những sản phẩm mà phù hợp cho làn da môi nhạy cảm nha. Và đó là những cách mà chúng ta nên tránh để cho làn môi của chúng ta xinh đẹp hàng ngày. Và những cách chúng ta cần thực hiện để da môi của chúng ta hồng hào tự nhiên đó chính là các bạn phải dưỡng đúng hai bước, đó chính là tẩy tế bào chết và dưỡng môi. Thì tẩy tế bào chết thì các bạn chỉ thực hiện 3 lần một tuần thôi, còn dưỡng môi thì các bạn phải dưỡng hàng ngày luôn. Và sản phẩm hôm nay My muốn giới thiệu với các bạn đó chính là NM. Đây là chọn bộ dưỡng môi nhà Lipin. Và trong đây sẽ có 5 cặp combo. Combo sẽ có là dâu rừng, đào, dừa, trà xanh và nho tím. Son dưỡng nhà Lipin được đựng trong hũ nhựa nhỏ gọn, nhẹ nhàng, nắp đậy chắc chắn, nên là các bạn có bỏ vào trong giỏ thì nó cũng không có chiếm diện tích các bạn nhiều đâu nha. Nhưng mình không thích cái thiết kế dạng hũ này cho lắm, bởi vì mình cảm thấy khi mà mình lấy sản phẩm ra thì mình phải giữ tay mình thật là sạch sẽ, làm cho mình cảm thấy là bất tiện một tí xíu. Nhưng mà bù lại thì em này có tặng thêm cho mình một cái cọ nhỏ để lấy sản phẩm vệ sinh hơn, nên là mình bỏ qua cái phần thiết kế này nha. Đây là cái môi mà qua một đêm mình không có sử dụng một chút son dưỡng nào, để hôm nay mình test thử cái combo dưỡng môi Lipin này đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng tẩy tế bào chết để mình tẩy đi cái lớp da chết ở trên môi trước nha. Tẩy tế bào chết của nhà em Lipin thì những hạt đường trong sản phẩm rất là mịn màng và lấy mảng da chết trên môi của mình rất là nhẹ nhàng, chứ không có bị đau rát một tí xíu nào. Và tuy là cái hạt đường nó siêu nhỏ và đều nhau như vậy, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên massage nhẹ nhàng thôi để tránh làm da môi mình tổn thương nha. Khi mình massage những hạt đường này lên môi của mình, mình cảm thấy da môi của mình cực kỳ mịn và hồng hào hẳn lên, và nó còn có một mùi ngọt ngọt y như là cái mùi đường gì đó, nên là lúc mà mình liếm liếm thì nó sẽ có một cái mùi ngọt ngọt nha. Và thành phần và công dụng của những em tẩy tế bào chết thì y như nhau, chỉ có là khác màu và khác mùi thôi, nên là mình cũng sẽ test một em tẩy tế bào chết cho môi thôi nha. Bởi vì nếu mà chúng ta tẩy tế bào chết cho môi trong một ngày mà nhiều lần thì nó sẽ hại cho môi lắm. Các bạn chỉ nên tẩy tế bào chết cho môi một tuần 3 lần thôi nha. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng em son dưỡng này để dưỡng cho phần môi của mình. Em này gồm có 5 combo hương hoa quả. Mỗi combo thì sẽ có 2 sản phẩm, một là tẩy tế bào chết và một là dưỡng môi. Đầu tiên là combo hương dâu rừng, mang một mùi hương dâu và lên màu cam đỏ phớt nhẹ, cực kỳ đáng yêu. Mình cảm thấy cái màu này là lên màu dễ nhất và hợp với tất cả những loại da, và mình thích nhất màu này trong combo lần này. Thành phần của em này thì 100% tự nhiên và lành tính luôn, gồm có sáp ong, sáp candelilla sẽ giúp tạo độ bóng và làm đông sản phẩm, và dầu ô liu, dầu hạt nhân, dầu cám gạo, dầu thầu dầu, vitamin E. Và đây là thành phần thiên nhiên rất tốt để dưỡng ẩm thì không cần phải bàn cãi gì nữa rồi. Combo
tiếp theo đó chính là combo dưỡng môi hương nho tím. Em combo này sẽ có thêm dầu hạt nho bên trong, mùi thì nghe như là mùi rượu nho vậy đó. Và lúc lên môi thì sẽ có một cái sắc hồng tím cực xinh luôn nha. Và mình cảm thấy trong combo lên màu lần này thì sẽ thiên về tông hồng nhiều hơn, và em nào cũng sẽ có màu hồng bên trong đó. Mình nghĩ những tông hồng như thế này thì sẽ cực kỳ nhẹ nhàng, và nếu mà các bạn có đi học mà không trang điểm nhiều hoặc là để mặt mộc luôn thì đánh em này lên sẽ cực kỳ xinh và cực kỳ xịn dâu luôn á. Đặc biệt là dầu thầu dầu và dầu cám gạo còn giúp chống nắng, chống sạm môi nữa nha. Một điểm cộng đặc biệt nữa mà mình rất thích của em son dưỡng nhà Lipin này đó chính là không có chứa chậu khoáng. I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Và combo cuối cùng trong bộ sưu tập của nhà son dưỡng Lipin đó chính là combo hương đào. Ngát hương mùi hương giấy đào luôn. Sắc lên môi thì sẽ có sắc cam hồng nhẹ nhàng, và màu này nó sẽ nhạt hơn màu lúc nãy một tí xíu. Mình nghĩ là sẽ thích hợp với những bạn mà học sinh vẫn còn đi học, khi mà nhà trường không cho trang điểm nhiều á thì các bạn có thể sử dụng em này để đánh lên môi vừa dưỡng ẩm mà còn vừa tươi tắn hơn nha. I'm staring through your window looking up at the stars, up at the stars. I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Và hai em combo hương dừa và hương trà xanh thì em nó không có màu nên mình thường mình sẽ sử dụng hai em đó cho luôn thay thế mặt nạ ngủ cho môi luôn, vừa được cách ẩm sâu vừa được dưỡng ẩm. Và sáng mai thì mình sẽ lấy bông tẩy trang lau đi một lớp cho phần son còn dư, thì đã có một đôi môi căng mọng rồi. Và hai em đó thì mình còn sử dụng để biến son lì trở thành son bóng, thì cách này cực kỳ đơn giản luôn. Đầu tiên thì các bạn hãy lấy một ít son dưỡng không màu bôi vào môi để làm lớp nền trước, sau đó thì mình sẽ sử dụng son lì của mình và mình bôi lên phần môi của mình thôi. Chỉ cần hai bước đơn giản như vậy thôi thì chúng ta đã biến cây son lì của các bạn trở thành cây son bóng siêu trendy rồi đó. I'm staring through your window looking up at the stars, up at the stars. I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Và sau một tuần mình sử dụng em combo nhà Lipin này thì mình có hai điều muốn nói với các bạn. Đó chính là đầu tiên thì các bạn sử dụng em này thì các bạn sẽ thấy da môi của các bạn phát ẩm tức thì luôn, nhưng mà sẽ không gây nhờn bóng khó chịu cho da môi. Và trong một combo như vậy thì chỉ có 210.000 thôi, nhưng mà các bạn có đủ luôn hai sản phẩm chăm sóc da môi cần thiết nhất. Và thành phần trong combo nhà Lipin này thì chỉ toàn là thành phần từ thiên nhiên thôi, nên là rất lành tính và rất là thích hợp cho những bạn có da môi nhạy cảm á. Sử dụng được cho những bạn đang mang thai luôn, siêu lành tính luôn, nên là các bạn hãy yên tâm sử dụng nha. Còn nhược điểm thì mình muốn nói tới đó chính là, đầu tiên mình có nói mình thích cái thiết kế trong dạng thỏi hơn, bởi vì cái trong dạng hộp như thế này thì mình thấy lấy sản phẩm ra thì nó hơi bị bất tiện một xíu. Và nếu các bạn có ăn uống nhiều thì thành phần dưỡng của em này sẽ bị trôi đi, kể cả màu trong sản phẩm cũng bị trôi đi theo thức ăn hoặc nước uống luôn, bởi vì em này là son dưỡng mà không thể nào mà giữ môi được lâu. Nên là các bạn nếu mà có ăn uống thì các bạn giảm lại một tí xíu son dưỡng để cho da môi của chúng ta luôn đủ ẩm nha. Và như dưới phần mô tả mình đã ghi là video này sẽ có giveaway cho các bạn, mình sẽ dành tặng cho 5 bạn may mắn mỗi bạn một combo mới tinh xà beng luôn. Và thể lệ chơi như thế nào thì các bạn hãy nhấn vào dưới phần mô tả hoặc dưới phần bình luận, thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận hoặc phần mô tả để các bạn dễ dàng tìm đọc nhé. Mỗi bạn chỉ được comment một lần và không được chỉnh sửa, và các bạn phải thực hiện đầy đủ những điều kiện mình đã nêu trong cái phần thể lệ cuộc chơi nhé. Thì hiện nay combo dưỡng nhà Lipin đang được bán tràn lan trên thị trường, nên là các bạn hãy tìm nơi uy tín chất lượng để mua hàng nha. Và mình cũng sẽ để link sản phẩm ở bên dưới để các bạn dễ dàng tìm mua sản phẩm uy tín chất lượng nha. Vậy là video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Chúc các bạn may mắn và sẽ nhận được giải thưởng của My, và hy vọng các bạn sẽ thích cái phần quà của My ngày hôm nay gửi tới cho các bạn, để cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành với My trong những thời gian qua. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của My nha.